Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin từ vi tổng quan ngày 19 tháng 11 năm 2024, thứ ba dương lịch. Âm lịch là ngày 19 tháng 10 năm 2024, là ngày Đinh Hợi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn, tiết khí, lập đông, ngày trực kiến. Hôm nay là ngày bảo quang hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Dần, xung với tuổi Tỵ, hình với tuổi Hợi, phá với tuổi Dần. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, hôm nay là ngày Đinh Hợi, tức chi khắc can, thủy khắc hỏa, là ngày hung phạt nhật. Nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi Tân Tỵ và tuổi Quý Tỵ. Ngày thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ, ngược lại nhờ thổ khắc mà được lợi. Ngày Hợi, lục hợp với Dần, tam hợp với Mão, Mùi thành mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Tỵ và tuổi Quý Tỵ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Tân Tỵ. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Phúc tốt thăng quan cầu phúc, Địa Tài tốt nhập tài, Tục Thế tốt tế tự cầu phúc cầu tự, Phúc Hậu tốt cầu phúc nhập trạch, Kim Đường tốt khởi tạo tạo trạch, Thiên Đế tốt đa khả dụng. Sao xấu thì gồm có sao Thổ Phủ kỵ động thổ phá thổ, Thiên Ôn kỵ tu tạo nhập trạch, Hỏa Tai xấu đối với làm nhà lập nhà, Lục Bất Thành kỵ bách sự bất nghi, Thần Cách kỵ kỳ phúc tế tự, Lôi Công kỵ động thổ di cư, Nguyệt Hình sống mọi việc, Huyết Kỵ kỵ châm cứu xuyên nhĩ khổng. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 19 tháng 11, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như phá thổ, châm cứu, xuyên nhĩ khổng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày đường phong rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 19 tháng 11 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính quan soi đường cho người tuổi Tý có được sự nghiệp hanh thông trong ngày hôm nay. Nhất là những ai đang chờ tin về việc nếu có được thăng chức thi cử khen thưởng cuối năm hay không, bạn hãy sẵn sàng đón tin vui đang trên đường tới. Với người làm ăn kinh doanh, có thể là nhờ vào việc buôn bán làm ăn đúng thời điểm, mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh. Thời tới rồi nên đừng chần chừ thêm nữa nhé. Bạn nhớ tận dụng tốt và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác. Số trời đã định, tương hội báo hỷ, có tin mừng về chuyện nhân duyên. Có người yêu thì tính cưới, chưa có người yêu thì nên đi giao lưu để gặp ý trung nhân. Nói chung đám cưới là địa điểm cực kỳ có lợi cho người tuổi Tý, nên dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ thì cũng vui vẻ chào đón dịp vui này nhé. Với cái tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Với cái tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, không nên thờ ơ với người thân trong gia đình. Với cái tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa,
càng học hỏi nhiều thì càng nhanh phát tài. Về cái tuổi Canh Tý, mệnh thổ, buôn bán làm ăn thu được lợi nhuận lớn. Về cái tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, có cơ hội phát tài, kinh doanh buôn bán suôn sẻ. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 68. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, sự linh hoạt của người tuổi Sửu được thể hiện trong ngày có thực thần che chở sẽ khiến cho mọi người nể phục bạn. Bạn đồng thời trở thành cảm hứng cho họ ngày hôm nay. Và cũng đừng quên rằng đây cũng là ngày mà sự cộng tác chính là chìa khóa để cho bạn đạt được những thành quả tốt đẹp trong công việc cũng như đời sống. Tam hội giúp sức, người tuổi Sửu có đầu óc nhanh nhạy và điều đó cũng giúp bạn rất nhiều trong quá trình giải quyết các công việc khó khăn hóc búa. Bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp và hướng dẫn mọi người. Nếu muốn tăng vận đào hoa, bạn mệnh cần phải chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Hạnh phúc không phải như trái chín, tình yêu cũng chẳng ở đó để chờ bạn đến nhặt bỏ vào túi mình. Yêu thì nói mà chưa có thì hãy chịu khó mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình. Về cái tuổi Ất Sửu, mệnh kim, công việc thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Về cái tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, tình hình tài chính có chuyển biến tích cực. Về cái tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, đón một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít. Về cái tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, may mắn trên phương diện tài lộc. Về cái tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, hiệu suất làm việc vốn được cải thiện đáng kể. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 05 và số 16. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, lục hợp giúp cho người tuổi Dần gây ấn tượng bằng sự thông minh nhanh trí của mình trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến công việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi. Chính ấn nhắc nhở con giáp này hôm nay đừng để cảm xúc lấn át hay lý trí, mà hãy tập trung sức lực vào công việc thì sẽ tốt hơn. Đang có rất nhiều cơ hội chờ đợi bạn, muốn thăng tiến thì đừng ngại lăn xả vào công việc. Cục diện tương phá nhắc nhở bản mệnh, ngày thứ ba này làm gì cũng phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ chỉ mình bạn gánh chịu mà thôi. Tử vi phương Đông cho thấy kẻ tiểu nhân đang bày mưu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con giáp này. Với cái tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, biết cách tỏ rõ lợi thế của mình trong công việc. Với cái tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, không nên nóng nảy khi đối diện với khó khăn. Với cái tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, sống cuộc đời do mình làm chủ, ghét phụ thuộc. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh mộc, tìm được cộng sự tin cậy có lợi cho bản thân. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nên thận trọng hơn trong các giao dịch tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 42. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 11 năm 2024.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hợp dự báo tuổi Mão độc thân hôm nay sẽ có cơ hội gặp được nhân vật đặc biệt nào đó và bị cuốn hút bởi họ. Đào hoa nở rộ chưa hẳn là chuyện đáng vui vì bạn sẽ có nhiều lo lắng khi có quá nhiều lựa chọn. Hãy để con tim và lý trí phân tích vấn đề, bạn chưa nên vội quyết định trong lúc này. Thiên ấn cũng cho thấy công việc hôm nay của mệnh chủ tiến triển khá tốt. Khối lượng công việc khá nhiều, song chẳng thể làm khó được người tuổi Mão. Bản mệnh biết cách sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Hôm nay cũng là ngày để bản mệnh tăng thêm thu nhập cho mình. Cát khí sẽ mang tới cho người làm ăn buôn bán có lộc hơn ngày thường. Vất vả hơn nhưng bù lại thì các khoản lợi nhuận thu về cũng tốt hơn bình thường gấp nhiều lần. Về cái tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, công việc tiến hành suôn sẻ thuận lợi. Về cái tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, học được cách trò chuyện và thảo luận với mọi người khiến công việc tiến triển thuận lợi. Về cái tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, đừng khiến cho tình yêu vô tình. Về cái tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, gặp được những đối tác khách hàng triển vọng. Về cái tuổi Quý Mão, mệnh Kim, giải quyết mọi việc khá nhanh đâu ra đấy. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 78. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, thương quan nhập mệnh, đầu óc người tuổi Thìn khá chảnh mảng nên làm việc gì cũng dở dang, khó đạt được tiến độ cần có. Thậm chí có nhiều việc bạn đã nhận lời nhưng bị quên khuấy đi hoặc làm không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Trong công việc, dù không có nhiều áp lực nhưng bạn vẫn chưa có được sự tập trung cần thiết. Thêm vào đó, bạn có điểm báo lo lắng về chuyện tiền bạc. Có lẽ sẽ cần một món chi lớn khiến bạn phải dè chừng. Một kế hoạch chi tiêu chi tiết là việc bạn nên làm, đồng thời tránh việc cho vay nợ, kẻo dễ mất của mất lòng. Hồng Loan cho thấy tin vui trên lĩnh vực tình cảm của bản mệnh. Quan hệ giữa bạn và người ấy đã chín muồi và đôi bên có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn. Chắc hẳn chuyện của hai người nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Với cái tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, nên tiết kiệm tiền để tránh chi tiêu hoang phí. Với cái tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, tránh ôm đồm quá nhiều việc khi công việc chính chưa ổn thỏa. Với cái tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, đừng làm việc theo cảm tính dẫn đến những sai sót không đáng có. Với cái tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, có nhiều biến động về tình cảm. Với cái tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, chớ vội vàng đầu tư khi hung vận đang quá lớn. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 69. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, công việc hôm nay không được tốt vì lâm tương xung ám hại. Có vẻ như những công sức mà bạn bỏ ra suốt thời gian qua là công cốc không ai công nhận. Đi làm dễ có bất đồng bức xúc với khách hàng hoặc đồng nghiệp. Chuyện gì cũng đến tay bạn lo liệu. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tỵ hôm nay cần phải nhìn rõ vấn đề trước khi lên tiếng trách móc đối phương. Bạn cũng nên trưởng thành đi thôi, đâu thể lúc nào cũng giữ cái thói trẻ con, hơi một tí là hờn dỗi, nghi ngờ, ghen tuông vô lối.
Tỷ Kiên xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ về những nguy cơ hao hụt tiền bạc, tài sản trong ngày hôm nay. Có thể vì sự chủ quan mà bạn đánh mất khoản tiền không nhỏ. Do đó bạn nên hành động thận trọng hơn, cẩn tắc vô áy náy, làm việc gì cũng suy nghĩ tới tính an toàn đầu tiên. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, tiền bạc gần đây có chút trục trặc. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, dễ bị lừa gạt, vướng cạm bẫy khiến tiền bạc thất thoát. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, gặp nhiều vấn đề trục trặc trong công việc. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, tình cảm gia đình hòa hợp gắn kết. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 22 và số 88. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Ngọ gặp phải họa kiếp tài, cần thận trọng khi quyết định những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Họa phá tài, hao tài đang đến cận kề. Nhiều lúc chúng ta mù quáng, không nhìn thấy rõ nguy hiểm phía sau mà liều dấn thân nên khó tránh khỏi thất bại, tiền mất tật mang. Đối với công việc hiện tại, bạn vẫn đang rất nghiêm túc và đang cố sức để sớm hoàn thành. Tuy nhiên dường như bạn hơi thiếu thiện chí hợp tác, nên dù có ai đó muốn giúp đỡ, bạn vẫn chưa thể đặt niềm tin vào người đó mà vẫn tự mình làm mọi thứ. Ngũ hành thủy khắc hỏa, vận tình cảm yêu đương của những người đơn bóng thì nhiều khả năng vẫn chưa tìm được cơ hội tốt. Chuyện tình duyên vẫn duy trì ở trạng thái tự nhiên và không hề gượng ép. Có lẽ vì vậy mà bạn hoàn toàn có thể vui vẻ dù vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, đề phòng những lời dụ dỗ đường mật, đầu tư mù quáng. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, càng chăm chỉ càng không lo thiếu thốn tiền bạc. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, kinh doanh vốn không phải là việc gì dễ dàng. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, dự án hợp tác làm ăn dang dở cũng bị đình trệ. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, công việc gặp vấn đề thị phi ảnh hưởng danh tiếng cá nhân. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 12. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, nhờ tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi gặp khá nhiều may mắn trong ngày thứ ba này. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn, ủng hộ từ mọi người trong công việc. Cũng bởi con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người. Nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười. Thực thần xuất hiện còn giúp cho người tuổi Mùi trở nên tràn đầy sức lực và tinh thần hào hứng với công việc. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn năng lượng mình có một cách sao cho hiệu quả nhất lại là một vấn đề mà bạn cần phải lưu tâm. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh, cả hai đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình, vì nhau mà cố gắng hơn cho tương lai. Về những tuổi Ất Mùi, mệnh kim, phát tài dựa vào công việc làm thêm. Về những tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, tiết kiệm trước khi tiêu sẽ đảm bảo tài chính ổn định. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, cảm xúc thăng hoa tạo động lực lớn để phát triển sự nghiệp. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, cần cởi mở hơn nếu muốn tìm được người như ý, chớ bỏ lỡ lương duyên. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, có thể tìm thêm việc làm thêm để cải thiện thu nhập.
Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 90. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy chính tài xuất hiện như là thần may mắn để kéo con giáp tuổi Thân ra khỏi khó khăn. Thậm chí có người thân, bạn bè còn nhiệt tình giúp bản mệnh bằng tiền bạc, hoặc họ đầu tư cho những dự án của bạn vì đủ tin tưởng tiềm năng phát triển trong tương lai. Những ai theo đuổi công danh sự nghiệp nhiều khả năng sẽ gặp được điều tốt lành và có người tương trợ. Có thể những chuyến công tác hoặc hội thảo sẽ giúp bạn bồi bổ được kiến thức và có thêm những mối quan hệ hấp dẫn. Ảnh hưởng của hình hại vô lễ không phải là cái cớ để cho con giáp tuổi Thân trở nên dễ cáu kỉnh, nóng giận với ai đó lớn tuổi đang không hiểu ý bạn hay không thực hiện mọi thứ theo những gì bạn muốn. Hãy từ tốn vì có những ngôn từ của bạn có vẻ khó hiểu và khó tiếp cận đấy. Về những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, đường tình duyên chắc trở vẫn chưa thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Về những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, nên biết bao dung cho người khác. Về những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện công việc. Về những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, chủ quan rất dễ gây sai lầm trong công việc. Về những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, tình cảm rạn nứt, ưu phiền lo lắng. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 53. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đó là hành tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên tài mang tới cơ hội gia tăng tiền bạc cho người tuổi Dậu. Nhưng bên cạnh đó vẫn có tiềm tàng những rắc rối nếu bạn không đủ kiến thức để hiểu vấn đề. Thay vì đánh giá chủ quan, bạn học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước nếu cần. Đây cũng là thời điểm tương đối thích hợp để người tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Bạn mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên. Vận nhân duyên khác giới của con giáp này cũng khá tốt nhờ kim sinh thủy. Vì thế nếu còn độc thân, bạn hãy tự tin thể hiện con người của mình, chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái, tăng cơ hội gặp được nửa kia của mình. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, có trách móc lúc này cũng không giải quyết được gì. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, có nguồn tài chính ổn định nhờ việc làm ăn suôn sẻ. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, đề phòng tiểu nhân ganh tị và tìm cách hạ bệ. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, tài lộc dồi dào, kiếm tiền dễ dàng. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, mâu thuẫn tình cảm bùng nổ mạnh mẽ. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 70 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy
mặt công việc của tuổi Tuất gặp thương quan nên làm gì cũng thấy khó khăn chồng chất, làm ăn thất thoát, dễ nghỉ việc, chán làm, cãi vã với đồng nghiệp. Thực ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng nó giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống sau này. Người giữ vị trí lãnh đạo có lối hành xử khá độc tài. Bản mệnh thường yêu cầu nhân viên phải lắng nghe theo mọi sự sắp xếp của mình, không muốn nhận ý kiến trái chiều. Hành động của bạn có thể tạo ra bất mãn cho tập thể, khiến công việc khó đạt hiệu quả cao. Bù lại, ngày có thiên hỷ dành cho bạn những cảm xúc ngọt ngào từ tình yêu mà mình đã có. Cả bạn và người ấy đều dành cho đối phương tình cảm chân thành, làm hết sức để bảo vệ hạnh phúc này. Mối quan hệ nhờ vậy cũng vô cùng bền chắc. Về cái tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và cách cư xử duyên dáng. Về cái tuổi Bính Tuất, mệnh thổ thận trọng trong việc đầu tư, cầu thả sẽ khiến tiền bạc thất thoát. Về cái tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc nên kiểm tra kỹ càng, tránh chỉ tham cái lợi trước mắt để không sập bẫy kẻ tiểu nhân. Về cái tuổi Canh Tuất, mệnh kim cẩn thận khi giao dịch tiền bạc. Về cái tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, người làm ăn kinh doanh không nên vội vàng đầu tư. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 65. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, thiên quan xuất hiện, người tuổi Hợi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không. Tuy nhiên dù sao thì bạn cũng cần phải chú ý cách hành xử của mình, chớ nên nóng nảy quá mức khiến mọi người xung quanh đều rơi vào cảnh khó xử. Tốt nhất hãy bình tĩnh để cùng phân tích vấn đề và tìm cách giải quyết hợp lý. Trong một ngày thiếu sự tỉnh táo như hôm nay, bạn cũng được khuyên chớ nên nóng vội đưa ra những quyết định liên quan đến tiền bạc, nếu không có thể mất trắng bất cứ lúc nào. Có thể bạn nghĩ đó là cơ hội ngon ăn nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với bạn. Hãy tham khảo các luồng thông tin để hạn chế rủi ro. Về cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa thiếu tập trung cho công việc, hiệu suất giảm sút. Về cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ dễ mắc phải lỗi lầm gây ảnh hưởng xấu tới tiền đồ do chảnh mạng. Về cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc công sức bỏ ra có thể trở thành công cốc. Về cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim không còn vướng bận cơm áo gạo tiền. Về cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy đầu tư thận trọng kẻo có rủi ro tiềm ẩn. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 98. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.